Nằm ở trung tâm xã Liên Hiệp, xưởng gỗ Hải Hiền là một trong 5 địa điểm chuyên thu mua gỗ rừng tự nhiên ở xã Đức Xuân chuyển về. Đằng sau tấm vải bạt được che đậy tạm bợ là các loại gỗ đang chờ vận chuyển về xuôi tiêu thụ. Cá biệt có cả những khúc gỗ lớn như thế này. Dù hết sức cố gắng nhưng suốt gần một tiếng đồng hồ, 7 người đàn ông lực lưỡng cũng không thể nào nhấc nổi khúc gỗ này lên xe. Chẳng cần che đậy, khúc gỗ được lôi ra sát lề đường, nơi có địa hình thấp hơn để tiện vần lên xe. Việc bốc xếp kéo dài đến tận 7 giờ tối. 8 giờ, chiếc xe được phủ bạt kín mít, di chuyển theo quốc lộ 2 về hướng Tuyên Quang. Sáng hôm sau, những hình ảnh này được chuyển đến chi cục kiểm lâm huyện Bắc Quang. Sau khi xác minh, lãnh đạo đơn vị cho biết số gỗ này chưa rõ nguồn gốc xuất xứ, việc vận chuyển cũng chưa được cấp phép. Thế các anh đã có thông tin này chưa? Cái này thì tôi không nắm được, không thấy anh em trong trạm báo về mà cũng không thấy xã báo ra đâu. Một tổ kiểm lâm cơ động được điều động ngay đến hiện trường xảy ra vụ việc. Đang vận chuyển gỗ nhưng thấy bóng dáng kiểm lâm, các đối tượng ngay lập tức dừng tay, đóng cửa xưởng. Chủ xưởng cũng chối bỏ mọi hành vi liên quan đến việc vận chuyển gỗ đêm hôm trước. Em đang ở xe làm nhà anh ạ. Xe làm nhà anh, nhà anh đâu? Nhà đây. Hôm qua có chở xe gỗ rồi đi không? Không. Có một cái xe hôm qua anh chở lúc 8 giờ tối. Đúng không? Không phải. Người ta quay được rồi. Không, nhưng mà nó đi bốc ở đâu về đấy? Không phải ở. Bốc ở đây. Bốc ở đây lên. Không phải. Gần 3 mét khối gỗ tròn chưa qua sử dụng, không có giấy tờ hợp pháp, đã bị cơ quan kiểm lâm lập biên bản tịch thu tại chỗ. Thế nhưng chủ cơ sở cũng chỉ bị phạt hành chính về hành vi mua bán lâm sản trái phép với số tiền 15 triệu đồng. Dù đã tăng cường những biện pháp quản lý, thế nhưng những điểm nóng khai thác gỗ trái phép tại Bắc Quang vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.